không ngồi bệnh nha. Và anh nói cái này dính là phải dính không? Thôi hẹn rồi. Tiếp tục đi qua bên cái luồng bãi Huyền Thoại năm bảy nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn sông còn nổi không, tàu ghe chạy nè, đó đẹp cực kỳ không. Rồi ba anh em xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà. Ba anh em đã tới điểm thăm bẫy rồi cả nhà. Cái luồng bẫy hôm nay mấy anh em mình trúng á, thì nay anh em đã tới điểm cái bẫy ở sát sao luôn nè. Rồi đầu video thì ba anh em cũng xin chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ha. Làm ăn phát tài nha. Bây giờ là 9:04 nha. 9:04 đó. Giờ đi biết khoảng mấy giờ mới về đây. Rồi mấy đợt trước thì khúc trên á thì có mưa lớn dữ lắm. Còn khúc này thì ảnh hưởng xương xương. Không biết như thế nào ha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ quay chiến lược đồ nghề này. Bảy xì cua đơn giản nè, chuột ngon hay nè, chuột đều ghê luôn. Lúa thì anh em mình có nhiều lắm, nhưng bỏ vào xe thì rất nặng á. Dưa leo một chiều nay chỉ có một túi lưới đúng không, có một túi một. Rồi bây giờ anh em mình sẽ vô cái bãi đầu tiên. Cái bãi ngày này hôm nay con bò nè, con bò nó được hoàn trang nè. Cái bãi đầu tiên nha, gần nhà chó sữa quá. Cái này hôm dính hồng hành phải không? Cái này nay dính không? Còn nguyên hả? Cái ba cái ba con còn nguyên là được rồi. Rồi anh em mình tiếp tục qua cái bãi bên kia ha. Ở bên trên bên lức thì nổi nước luôn, quá hấp. Rồi qua bị dấu này ha, thì cần cũng để số điện thoại lại của Hữu Trang với anh Quẹo ha, chứ cần luôn. Anh em nào mà nếu mà đặt mùa này anh em nào đặt rất nhiều quá thì không có chỗ bán, nặng em. Thì cần chỉ để là anh em muốn bán gần này được hợp tình hợp lý ha, thận mua vừa bán. Con ngựa cho bá lửa luôn. Con ngựa hả? Trời ơi, con ngựa bự như thế này. Bác đi lấy cái lọp này lại đi đặt. Bà anh nói cái này dính là phải dính không? Nè bác đi đặt. Ngon thiệt, rồi bác đi. Cái lọp này lọp bự để đây. Ủa, con ngựa cho bá lắm cái nhà. Nè thấy không, thấy cái nhà tách một dây dài kìa không? Em bắt đi, khỏi với ra. Đó, cái thứ hai là bợ hàng cả nhà. Mùa này cỡ này hồi qua anh em mình tống hết mấy ký rắn này luôn, ba ký bảy mà không có bán luôn cả nhà. Không ngựa hổng hai cái, hai con, hai cái con. Rồi con ngựa nó bự chứ. Rồi Trang như qua nói ngựa này đẩy quá im. Có kèo đang dặn này nha cả nhà, cỡ này là ngon lắm. Đây con đầu tiên. Rồi hai cái là đã được con đầu tiên cả nhà. Anh em mình anh em đi nha. Xử lý cái lập này đặt lại ha, rồi bắt đầu anh em tiếp tục thăm bẫy ha. Vô đây cái thứ ba. Cái này hồi chuyến đùi thì dính con ngựa. Cái này làm con hành 8 lạng Trang. Cái này chuyến đùi dính ngựa, cái này làm hành 8 lạng. Ừ. Này là cái gì? Dính 7 vậy? Chứ đó 17. À, con 8 lạng thôi. Nặng khủng không, dính cây hả? Không dính hả? Ok, không dính con chuột rồi. Rồi anh em tới bảy thông tiếp cái này. Anh em Hữu Trang mới tăng cường đây cái này, sắc luôn. Tới rồi mới chỉ kêu gần đỡ nè. Chà, giờ muốn gì? Hành đi. Hành hả? Hành thì có hành rồi đó. Mà không biết bữa cũng này từ nhì tới nhất á. Một cấp. Chết này không biết vô nhì nổi không nữa chứ. Là giải coi coi, thấy cái đuôi bự quá mà tưởng đâu. Không đi bắt đẻ luôn, đi bắt ra đi về coi trước thôi. Có không không? Nhì. Nhì được. Nhì. Thấy cái đuôi bự tưởng nó vô nhất luôn chứ. Tới chỗ luôn anh em mới chỉ cái mình cái nè. Nè, bắt luôn đi. Em bắt luôn đi. Nè, phân này á, cả nhà thấy không? Điểm bắt chó gì đâu còn nhiều thâm nhiêu được kiểm gì đâu. Giờ bảy mình còn nhiêu đồ không nhớ nổi. Sao nhớ nổi? Cái đặt như mất tùm lum hết. Wow. Cái tay này hơn nè, hai tay này hơn nè. Vô con thứ hai nha cả nhà. Cái thứ tư con thứ hai. Đó, ngon lành cành đào ha. Rồi tới bảy sẽ thăm tiếp cho cả nhà xem ha.
Rồi, anh em tiếp tục vô trong đây nữa nè. Bầu trời này khá đẹp. Nãy giờ do cái máy nó bị trục trặc. Có dính vô không em? Chưa dở luôn hả? Rồi cái bầu trời này đẹp ghê luôn rồi. Do cái máy trục trặc cần đi sao? Để anh khám phá luôn cho. Hai cái sắp bên cái dù dính hành hơn. Cái này anh bảo con nói cho coi. Biết. Ủa sao cái này ai mà đặt chuột bỏ luôn hay sao ta? Nè nhà thấy không? Lồng chuột bỏ luôn. Đặt xong bỏ luôn. Nè, cái lồng này sụp à. Không thấy vợ cái gì luôn. Cái này cái nhà. Cái tiền. Ồ cái này chết chuột em ơi. Uổng quá uổng, cái này chết chuột rồi. Rồi cái này chết chuột cái nhà. Cái khu trong đây thì cần nói với cả nhà đó, theo cần dự đoán là phải có một cặp hổ dện lớn hoặc là con rắn gì lớn lắm tại khu nguyên khu trống, mà phải có một con rắn bự ngự trị. Mà hôm nay anh em dính còn mấy hổ ngựa mà. Còn cái này là đặc biệt từ hồi anh em qua bên đây giờ đã thăm mỗi năm cháu cử có không dính con gì luôn. Cái bờ địa nó im nó mà lạnh luôn. Rồi cũng còn nguyên dính tàn lá xanh không? Nữa nè, còn nguyên nữa hả? Rồi cái này tính là cái cũng quyền thoại á. Quyền đốt, đem ra đốt đó, cái. Cái này quyền thoại không dính á. nhảy không lông luôn cả nhà. Rồi vô rồi xử lý đi. Mấy này hai anh em qua đây. Đó, cái trong bà tường nè. Đây bà tường, cái bà tường là bà tường kia êm ngon ngon lắm, nhưng mà cái bà tường ngoài trống nè. Ngoài trống này thì hổ dện hay đi lắm. Rậm rạp á thì hổ hành đi. Còn ngoài trống á thì hổ dện hay đi. Còn mà dạng như nửa trống nữa hơi đầm đầm là tới hôn ngựa. Đó mà nói chung là nhiều khi con nào đi nhưng mà anh em dự đoán là kinh nghiệm là vậy. Bận khủng em. Hốt. Nguyên nữa hả? Trời ơi quá trời ngon. Mấy này không sớm muộn cũng bợ em ơi. Không được nồi tạc. Rồi anh em tiếp tục cả nhà ơi. Một trời nó trong xanh không? Rồi anh em ưu ái với mình à, sao không? Do anh làm con dện mày ký 8 thôi ha. Cũng được rồi. Quá ngon, tuyệt vời. Tầm đó có tiền mua ăn ăn cái tay luôn. Nay hai mấy mình ta? Nay có tay rồi. Vậy? Có rồi đó. Nay hay 30 21. Anh ngủ kia lên tới tay á. Vậy hả? Độc thiệt. Tết tay cả nhà ơi. Rồi. Ở đây ủa như múp mà, bông múp mà. Cái đó bông giống bông múp rừng á. Qua video này ha, cần xin để số điện thoại anh em nào muốn để gắn lại cho anh em mình bán á thì cứ liên hệ ha. Bông này bông gì review giùm cho anh em hiểu luôn. Thì cứ liên hệ anh em mình nói chuyện với nhau thì thuận mua vừa bán ha. Tại bên anh em mình nói chung là ăn hụt rắn bán. Cái số lượng nhất định là rắn anh em không đủ bán. Để anh. Ngon. Trong này phải không? Tại sâu luôn. Mình thấy đây thấy rồi. Thấy cái gì cục gì ta? Đất. Đất nằm dưới hả? Nếu không có gì thay đổi là con ngựa chà bá luôn. Đó anh đó coi con ngựa bự. Nặng, anh đó con vợ anh chà bá ai giờ dính con ngựa. Trời ơi, phải nãy nó hổ sáp là dính con ngựa rồi, dính nào hổ vợ rồi. Rồi lụm luôn. Rồi độc thì dính con ngựa bự. Rồi cỡ con kia luôn á. Trời. Thứ gì cũng đổi. Độc thiệt chứ. Không mà cỡ này có khách đăng mi à. Chính cái này ngon. Con này vô nữa là 2 kg rồi. Con này vô cũng không 2 kg á. Con này vô nó 2 tấn. 2 tấn. 13 14 cái gì rồi. Ờ. Không ta, đâu giữ vậy. Đâu tới? Đâu giữ vậy? Nè, dạy còn 7 tấn cái có á. 7 tấn cái có á. 8 cái hai cái này nữa là cái 8 hay 9 gì. Ờ. Ủa, không nghe anh hết hồn. Đã nói. Tại vì thì nói anh nói con này cỡ con kia đội cả nhà xem con ngựa nè. Ừ bự hơn kia nữa. Thì anh nói không có gì thay đổi là chính con ngựa bự mà. Thôi có tiền tới tay. Thôi vô coi vô anh em. Con này là quá bự luôn. Chà bá luôn con nó còn 8 lạng tên ký á. Con này vô 2 tấn luôn, 2 tấn mấy luôn á. Rồi anh nói con vợ anh ký 8 ai giờ không gì thay đổi chính con ngựa. Ngon vậy nè, dính ngựa cái đó là ngon nha. Rồi anh em mình tiếp tục. Ở đây con cái. Ở đây là bằng đang chuyên gia dính hổ ngựa nè. Thăm hai lần dính hai con á. Cái này hút con ngựa.
Thôi cái này hốt dọn em. Có dọn bự người ta đang đặt em, kiếm dọn được rồi. Ngay cái gặp đường đó các nhà, nó từ nếu mà kinh nghiệm á, từ bờ đìa nè, đi theo đó. Anh em đặt ngay đó có lý lắm. Tỷ lệ dính khá cao. Rồi chán là chiến hào dính cả nhà. Rồi anh em tới 7 tiếp rồi sẽ quay cho cả nhà xem nha. Lần kia mấy cái chú kia bằng hồ quá, không quay được. Còn này không biết hình gì, hình ba ra ra. Nhì vậy. Nhì hả? Ngon ha. Có dính hình nhì trả lên là ngon. Ok. Con này trên 3 lạng. À. Quá im. thấy cứ quá thấy tiền. Bắn cùng mặt luôn cả nhà. Rồi anh em mình xử lý cái lọc ha, tới 7 giờ tiếp xem. Đi luôn cái mặt. Thấy cứt thấy tiền. Tôm. Ui. Rồi, anh em lại tiếp tục tới ngay chỗ mấy con trâu. Có sao mấy con trâu nằm kêu ta? Đi ăn xa. Cái này hổm anh em thăm hai lần chín hai lần. Để anh dạch anh kiếm con hình nhất ra, mình đi bắt luôn. Nghe đẹp không? Thấy cái lọc rồi nè. Nặng một cái ha. Ôi nhà đây em ơi. Cái này không dính rồi. Không. Chuột tung ra nè. Anh nhóm cái lọc rồi biết rồi. Dân trong nghề mình lâu rồi, mình thăm cái lọc rồi, mình vừa nhóm cỏ khỏi cầm lồng nữa. Cái lồng nó không, cái lợp nó không lắc là lùi lum á, còn cái lợp nó lắc là rồi xong rồi. Mấy rồi Trang Anh mới vô trong kia bắt được con dính rồi, con rắn hành hả? 22 cái rồi. Ngon ha, sành chicola lô 3 mình bự chứ. Trời ơi. Phần dính đầy đây cái nè. Nãy em mới vô lụm nè, mới vô dạ. Mấy cái đầu lụm rồi. Quẹo hả? Có không quẹo? Quẹo mới 7 cái chưa được con nào á. Mùa này quẹo bị cao thủ kia hành thì hư hỏm này luôn. Chiều em gọi nha. Rồi rồi có gì em lấy chuột cho. Chuột còn hả? Chuột nhiều quá hả? Dặn chuột đóng. Ờ. Chiều nay em đâu vậy? Mai em có vô bắt mà. Mai vô bắt hả? Để có gì nếu anh điện kêu tìm chuột ra luôn. Cho thằng đệ nhỏ với kia một ký để cho nó kiếm tiền Tết. Cha ở đây có theo dõi con ông nha. Ông mặc đây luôn rồi thấy không? Chuẩn bị bay đón hướng anh em làm ông luôn nè. Nghe nè. Hành ba. Rồi bỏ vô đi. Rồi, anh em mình tiếp tục nha cái nè. Giờ mà kiếm được ổn mực vài lít mực. Thôi nó khỏe luôn. Có hổm coi anh Vũ Điệp và Lóc bắt một tổ một cây mà ba cái ổ. Các bên con tổ nào mà không bắt hai đâu kia. Mật nó lạnh thì chứ. Ừ. Cực cực đó. Rồi ngon chứ nè, phân cả nhà. Đây coi coi cái nhì hả ba. Chicula. Rồi lò ba này cũng khá à. Này sao con nhì luôn em ơi. Bự. Này đã, thử luôn đi. Ngon cho bộ. Bắt luôn. À, bắt cầm tay ra luôn rồi kêu xử lý chuột sao? Cho nó nóng. Tính. Ngon bộ. Con này dắt ra coi được gì nói không? Chắc con bự á. Nhưng mà lôi ba là lôi ba đại á. Cái luồng ở đây không mà nhét cái hơn con chuột. Anh ngóng ngóng rồi nó có dắt cái kèo tàu lá ngang qua luôn. Này con gì ơi? Đó, quá ngon cả nhà. Rồi anh em tiếp tục ha. Rồi anh em tiếp tục vô cái bụi cây bữa dính. Hôm bữa dính còn 6 lần nữa. Và bên kia sấy con rắn. Mà tôi lấy cái đống cây tống đổng đây. Này mấy gốc cây người ta lấy ráo luôn rồi. Bảy còn không? Hả? Còn hả? Bảy còn là may mắn rồi. Ôi, anh mới thấy nắng chạy nè. Nó láo cái gì á. Hèn chi nó lợi nó không ăn anh mới, em mới rút phải ra đây tôi cũng chạy đây nè. Nắng muốn... ráo, lấy đuôi mà. Này đang rơi bẫy cái thấy con rắn vàng vàng giống như rắn nước kìa. Ủa rắn nước. Rắn nước em ơi.
Đó không ngựa. Chụp luôn cả nhà. Trời ơi, con nước bự nè. Ủa con nước mập dữ ra. Có trứng gì á. Sức khỉ. Cá nghi mạnh luôn. Ừ. Cái dòng này nó cắn nhậu ngựa cả nhà thấy không? Rồi thấy thằng em thấy không? Đẩy con hôi nước đồng cho bá luôn kìa. Rồi chắc là né né. Cắn em trung cho má vậy. Trời ơi để cho má uổng quá. Rồi cả nhà xem con nước đồng nè. Wow, dần trái cho bá luôn cả nhà. Lúc con này con 4 lạng. 4 lạng rưỡi, 4 lạng ạ. Trời ơi quá là mập luôn cả nhà thấy không? Quá đã. Bầm ha. Con lên lớp nướng. Trời ơi. Quá im, tuyệt vời. Hổm bẹo đang đi cũng đã đạp con nhỏ như vậy. Con này bự quá. Nãy quay dần dần tưởng nó hổ sáp chứ ớn chứ. Em thấy dần dần hết không? Thằng dần dần chụp chi trời? Hả? Thằng dần chụp chi vậy ớn vậy? Cái liều hả? Rồi, con em tiếp tục. Cá bà điện ngon quá. Gì nữa? Trời ơi tưởng rồi hốt hàng chứ ai giờ. Trời ơi. Kẻ thù của loài lúa. Kẻ thù của người nông dân. Chuột trống heo. Độc thiệt. Căn anh thì xuống dưới thăm cái. Hai anh em mình ghé đây thăm cái. Nửa ký à. Bờ ngựa. Ó mày hai bưởi. Nửa ký cái này. Rồi để Trăng Anh lên bắt luôn. Gì có không? Không có gì, chết chuột mới chọt chọt tay vô cái lọp á, chạy lên á. Rồi để lên anh em bắt luôn cả nhà. À, nay mình không đem hai túi lưới, hai lưới dính mấy bạo. Ở cái con chuột con đùm mà nó giờ nó sừ lông nhiếm ta. Ra như cắt cái đơ vai cho sắm cái dèo quay. Người đó sao vàng. Từ từ bắt nha mọi người. Ừ. Lại ra mình nhận bắt lại đi. Chơi tắt à. Mày thả bưởi. Người đó luôn hả? Người đó nè, ngồi nó đỏ quét luôn. Ừ. Người đó. Ngựa tài lộc, ngựa đỏ. Yeah, con này thấy lưới như vậy nè. Dạ. Yeah. Đâu? Này có giống, có giống. Ừ. Ừ, cắn lòng á, cắn lòng á, cái lòng mình á. Vô để nhảy mà nó nước nhảy ra. Rồi. Chắc con 4 tấn à. 4 tấn. Rồi anh em tiếp tục nha cả nhà. Rồi, anh em tiếp tục đi cả nhà. Nghe cái gò này mình ăn cũng mấy được mấy con ha. Có con ngựa thì mà hai ba hành mà. Ừ. Bảo em. Không dính, không dính, không dính rắn mà rắn mối không hả? Ba rắn mối. Chắc cục chết rắn mối mới vô á. Trời rắn mối quá trời cả nhà. Ba bốn con vô trong đây luôn nè. Đây cả nhà, vô đây hai cái hai con mà qua đi. Ở đây nhà mấy anh em đang ngay làm lúa ở đây nè. Anh em mình không có dám quay luôn. Vô thì trải nghiệm hai cái hai con. À giờ này cũng vừa chứ không bự ha. Ừ. Con này con giờ này cả nhà. Con mới đó toàn. Ngựa bự không? Chà, ngựa bự chứ. Rồi, anh em ngựa con xử lý đi. Hồi nãy giờ thăm luống sau này mười mấy chục cái luôn. Chạy thưa thớt quá cả nhà ơi. Vô cái này không được, không có kịp quay. Thấy người ta đang làm lúa đó, quay sợ mất phải. À giờ dính quay cục bắt cho nhà xem luôn. Người cắt cái đơ hai người hai con biết nằm mái nào luôn. Không mở đâu luôn. Coi rồi. À. Người bự ha. Rồi tăng em bị chạy máu rồi kìa. Thấy trúng tay, trúng tay chạy máu rồi. Tính ra họ giận nhỏ con người hết trời. Thôi không lẽ mình ngay cho mình nói mình mới ngay tới đó mình nói Linh. Hả? Ừ, dám lắm ạ. Ngon nha. Con mới vô nè. À, bởi cả nhà xem video của anh em mình đôi lúc cũng cái nghề này thông cảm ha. Nhiều phút quấy lấy cái đường căng cảnh vô được, còn nhầm khi có người ta đó không dám quay
quay sợ thôi, tao móc ra này hỏi làm gì cái để ý mất 7 anh em mình. Nên anh em mình rút kinh nghiệm là như vậy, cả nhà xem cũng thông cảm cho chút này. Đây anh Trần. Hả? Cái này là cái phân gì? Lâm không à? Con nào? Này hả? Mày không? Mèo hay trời không còn. Lâm không? À này chắc con mèo nó ăn chuột á. Chứ mà mấy con kia chắc nó bự lắm á. Bự có con hồi ông gặp có tròn gì nó. Tròn mà cho trùng hơi trùng ngãi à? Trùng đen. Ờ trùng đen quá. Trùng đen đâu ỉa đâu phải vậy, ỉa nát nát không à. Anh có dính mất cái trùng đen đó anh biết rồi. Anh em mình lại cái này. Thầm hai chân trước dính được hai hành gì thế nè. Cái này như chắc chân cổ. Nặng. Nè ha. Ngon quá, trên này hết dính. Mấy anh em lại tiếp tục thăm đây nha các bạn. Ở đây thì kỳ hổm bữa dính con hổ mang nhỏ. Khu mình thì kêu hổ sáp nhưng mà bà con người ta kêu hổ mang. Có lập kỳ tích lại không em? Giờ anh cũng được. Em đu hả? Chút con luôn hả? Đi. Tới em á, sáng em khai đau giờ em tới khai em khai đau nữa. Bợ. Cái này còn hai cái nữa hết rồi cả nhà ơi. Em khai đi. Anh không có hợp với đại ca. Giờ anh được. Ở đây hổm có cái da đại ca lột cái nè. Nhỏ thật bự. Trên đại ca này cũng 7 8 lạng. Coi coi nó lọc không có bơ bò cặp bờ đi nữa không? Ép lúa rồi không? Ừ, như thấy gì đóng hết em. Hổm không ngựa vậy? Giống một ngựa vậy? Rồi hả? Rồi anh thấy dằn trái anh tưởng đồ đại ca chứ. Trời phân kìa. Để con coi coi. Con ngựa bự quá nhờ. Một con ngựa nhìn muốn lột da nhìn ghê chứ. Rồi con ngựa trầm quam luôn á. Con ngựa 7 8 lạng luôn cái trời. Đâu? Ngựa. Này da đại ca này cả nhà. Cái đuôi trong đuôi nè. Thấy dần dần trái tưởng đại ca chứ. Ngựa ngựa trầm quá luôn. Ủa, nó ỉa như chưa từng nghĩa nè cả nhà thấy không? Ỉa như chưa từng nghĩa. Rồi xử luôn em. Đây có đại ca lột da. Hổ mang cả nhà, hổ mang lột da mà anh em mình chưa có tầm được nó. Bảy thì lâu vô. Mà ở đây mà có dân ca qua cái quần của này cái là đào liền đại ca liền. Bóng. Ừ. Ơi được con này là như ba ngựa bự rồi. Ba con này trên 2 kg rồi. Ba ngựa bự. Nó lạnh vậy trời. Ừ, ỉa như chưa từng nghĩa. Nói mới theo ngựa ỉa cái vậy. Ỉa như chưa từng nghĩa mà. Ỉa nó vô nó lột cái gì. Nó dính lâu. Mai nó bị mai lỗ đứt rồi. Thành hết rồi ỉa. Ỉa như chưa từng nghĩa. Rồi con ngựa bự. Wow. Rồi còn này dám có trứng không ta? Bự hơn, sao bự hơn luôn á, có trứng không em? Làm lập sọt rồi, em cầm cái đầu đi. Có nè, có. Ờ, có trứng, có trứng. Trời ơi, ngựa này chiến lợi phẩm rồi cả nhà. Hàng vip. Hàng vip. Ngựa không? Cả nhà xem túi rắn nè. Ôi vui. Nồi nhồi đông nhóc, nồi nhồi luôn, xuống luôn. Lạnh luôn cả nhà. Xuống luôn. Ừ. Kìa. Ôi giời, xé 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 luôn. Quá đã. Rồi con này vô chắc là anh em coi phải có 5 tấn hoài rồi. 5-6 tấn. Rồi còn hai cái cuối cùng như thế nè. Kệ nó đến rồi 7 ký mấy 8 ký mà giờ cái này 5 ký ăn lên cũng ngon. Có lý. Kệ nó dính rắn gì cũng được nè, miễn có dính rắn là có tiền sữa cho con cái. Có chi phí rồi nha cả nhà. Rồi anh em mình xử lý cái lợp ha. Còn hai cái cuối cùng. Rồi về tổng kết số rắn luôn. Tiếp tục cái này là cái nữa hết rồi. Có gì không em? Cặp bà đê này ngon lắm mà. Hổ gì? Cũng không? Rồi. Cha ơi con vợ này dần ràng quạng cả ký à. Mới luôn. Ôi ôi. Bởi mấy con gót này rớt rớt rã quá ta. Nha. Con này nó ký cũng không quá, 7 8 lạng có. Dưới kia bắt luôn hả? Rồi, anh em xuống kia bắt luôn cả nhà. Rồi, giờ bắt hồi giờ lên cả nhà. Ơi nếu mà con này vô chắc anh em kiếm tầm trèm cũng gần 6 ký á. Chắc mình đón cỡ 5 cái mấy 6 ký ha. Con lành. Phú cua giới cực hai con hôn ngựa, con ngựa bự, ngựa gì con vợ anh cả nhà. Ôi nó lẹ lắm á, nó tuôn ra là bờ quay rừng nè, không biết mình đỡ đâu, đó ghê không. Ra cái đuôi cả nhà.
Trời ơi, nó văng dòi sen công cộng tưa luôn, trời ơi. Hết nói luôn. Wow. Nó bắp, bắp em cả. Nè, thấy không? Rồi, vô. Xong gì anh em đang có thắng cả nhà. Đồng nhóm thôi đang. Nè, anh nắm cái về nhà cân biết à. Chà, tầm này chắc cũng 5 ký mấy 6 ký có cả nhà. Rồi, để anh em về cân ha. Thì mới biết nhiêu cả nhà. Rồi, ngon, tưởng đâu như vậy ai giờ trúng quá cả nhà, cũng im quá rồi. Đây, mấy anh em nó về tới nhà cả nhà. Nay cần coi chắc không bằng chiến đùi quá. Đâu phải 6 tháng mấy hả? Có cân người đó thì nó bỏ lên cây cây sao? Nói chung là ít hơn chân ruồi mà có chính là ngon ha. Ờ chưa được 6 tấn nữa. 5 tấn 9 từ bị còn 5 tấn 8. Đây này. Thêm 3 cốc nữa. Này được 5 ký 8 nè cả nhà. Từ bị còn 5 ký 8. Thêm được 30 cống nữa mà nằm trong đây nè. Cống nhum nó vô á, quá ngon. Này nói chung là nó đắng giảm lại nhưng mà dính cả này là ngon rồi cả nhà. Cũng im ha. Con rắn nào đấy bự mà. Ờ. Ít dính nhưng mà bự. Quá ngon. Có hành thì nhỏ. Ừ, nay đặc biệt là dính có 1-2 con hành ra. Hả? 1-2 con hành nhì. Ừ. Rồi. Rồi, cuối video thì ba anh em mình cũng xin chúc cả nhà buổi tối xem video vui vẻ ha. Tại vì nói chung là mùa này dính cả vậy là ngon rồi cả nhà. Nè coi. Mốt phải đem 2 túi rắn mới được. Ừ, phải đem 2 túi rắn mới hơn. Này được đây, tổng kết là 2 luồng rắn, 2 luồng 7 được 5 ký 8 cả nhà. Rồi hai anh em mình xin ba anh em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà buổi tiếp theo nha. Hẹn cả nhà clip sau.